Từ Ba Sao theo quốc lộ 21A về phía đông bắc khoảng 6 km là đến địa phận chùa Bà Đanh núi Ngọc thuộc làng Đanh Xá, xã Ngọc Sơn. Địa danh này từ lâu nổi tiếng với câu thành ngữ vắng như chùa Bà Đanh. Lý do vì sao mà một nơi phong cảnh hữu tình thơ mộng như thế này lại xuất hiện cổ tự cùng với những nét kiến trúc độc đáo đã tạo nên vẻ đẹp riêng của ngôi chùa nằm bên dòng sông đáy. Nhiều năm trở lại đây, nhờ chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp, chùa Bà Đanh không chỉ là điểm hẹn văn hóa của người dân địa phương mà còn trở thành một trong những danh lam thắng cảnh đẹp của Hà Nam. Năm 2008, lễ hội chùa Bà Đanh được phục dựng. Chính hội được tổ chức vào ngày 17 tháng 2 âm lịch hàng năm với nhiều nghi thức long trọng. Sau hơn chục năm phục dựng, lễ hội ngày càng phát huy được giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như lễ rước kiệu, lễ dâng hương, lễ cầu an, mùa trống hội cùng với các trò chơi dân gian, thi đấu thể dục thể thao đã góp phần quy tụ người dân địa phương, đồng thời thu hút du khách đến với khu thắng cảnh chùa Bà Đanh. Năm 2019, lễ hội chùa Bà Đanh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân xã Ngọc Sơn nói riêng, huyện Kim Bảng nói chung, giúp mỗi người dân thêm phấn khởi, tự hào về bản sắc văn hóa của quê hương mình, từ đó nâng cao vai trò ý thức và trách nhiệm bảo tồn cũng như phát huy giá trị của di sản. Sau khi chiêm bái cảnh chùa, đi khoảng 100 mét về phía bắc là ngọn núi Ngọc. Nơi đây chính là một địa danh gắn với tên đất, tên người của huyện Kim Bảng. Sông Châu đổi dòng.